Chị khó khăn lắm á. Bây giờ nghe lắm tiếng rồi á. Bốp tay là tiếng mạnh rồi ha. Đi mà như cụ già 90 đấy hả chị? Đeo là tại vì mình không có hoạt động gì. Cô này mặc thì rất là trẻ nhưng mà đi như bà của một 13 năm nay rồi. 13 năm nay rồi. Mà chữa nhiều nơi lắm rồi. Trời ơi, 13 năm nay rồi. Rồi bây giờ quyết định là theo thập chí Liên Tâm luôn đúng không? Nhà ở Văn Giang rồi bà chị có lên mạng á. Đi. Bà cần chặt rồi, bà nói em đi theo cái này đi, vô đi chạy em tập đi, em học đi. Nghe xú dạy vô đây á. Đi tận á. Cái phương pháp mình á, cái mà bấm thập chỉ là ngũ bội tâm tinh nó đau lắm, nó đau lắm. Nhưng mà cái lạ đó là khi mình bấm thì rất đau, nhưng mà khi mà nó hết bấm rồi đó thì cái chân mình rất khỏe. Thật ra mọi người chút xíu coi như này ha, tôi bấm ngũ bội tâm tinh xong á là đi lao lên kia ào ào, không còn vấn đề nữa. Dừng cầu thang đi lên thẳng lên luôn. Chạy rồi thầy ơi. Chạy luôn. Rồi, không có bị, không có giữ gì hết. Cái bình thường. Rồi, có rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.